Bạn ơi, hôm nay sẽ là mấy con mèo này thì xem thử có làm cái gì đây. Con mèo đầu tiên nó ngủ. Ngày hôm qua, hôm kia chứ lộn. Lỡ ăn, mày ta đang dơ. Khôn xà lung vét, thật cả lý sự. Ai dè đâu khi đó tự nhiên tối. Bị Tào Tháo rượt, rượt chạy vòng 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 cái toilet luôn. Xong rồi, ngày hôm qua, đang đi siêu thị thì bị Tào Tháo rượt tiếp. Vì là phải chạy vòng vòng quanh nhà phố luôn. Và nói như kiểu như thế này. Ê chà lâu. Rồi xong các bạn à, cắt lèn chứ ngủ lại bao đi bao đi. Chắc bây giờ tức lắm luôn các bạn à. tức rồi đúng không? Ok, chắc chừng là nó rất là tức rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ cắt đèn cho nó ngủ luôn. Mình không bật đèn nữa. Nên hồi nó cãi màn hình chứ cái nhà. Chứ không có sống nồi đâu. Trước thì đó và bây giờ nó kiểu như là đó. Mình giỡn thôi. Tên tèn. Ok, chắc bây giờ nó đang rất là tước. Tước lắm luôn nè. Lỗ tai nó toàn là rác thôi. Hy vọng là nó đừng có mất cái chân như cái lỗ tai. Tay nắng chói chang con Lily lên phơi nắng. Cái con chúc cô đẹp hôm nay nó nhảy lên. Luôn cái con Lily nó nhảy lắm. Nó nhảy như là ma vậy trời. Con Lily nó siêu nhây luôn á. Ngày hôm qua hôm kia gì đó nó cà mình rất là cái tay. Rất là tai hại có đúng thêm. Nắng nè. Nắng quay trong đây sao đẹp mà lên ở ngoài đời thì nó như là cái gì đó. Nó không có long lanh dắt vàng như ở trong điện thoại đâu. Ok, và bây giờ chắc nó biết của mọi người. Chắc là con bì lần con Lily nó biết mình đang nó xấu nó nhìn khi mà nó xấu nó ngoằn nít mò đi nó chu cái đít hay là nó không tút đó nhưng mà tút một cái bật bên chỗ hoa văn đi súng nhắm nào hoa văn đi súng nhắm nào hoa văn đi thôi rồi đây xin mời hoàng hậu bước xuống cho nên bước xuống nhớ công tắc cao rồi mệt lên à nhau chú yêu thùn nhưng mà dù sao thì cũng phải cho nó bước xuống đi chứ chi mà không cho nó bước xuống rồi nó cào nè rắc tay nè rắc chân nè rắc miệng luôn đó đây nó kiểu như là rồi xong luôn à trời thì sao là xong như vậy cơ chú phải chú có son đâu nhớ nhớ Lily Lily dịch hương Lily dễ mến Lily siêu hài hước Lily muốn đắp bực cả mình Lily ơi xin lỗi nhớ không có cố ý đâu đắp đi đây chính là nhà không màu con nào mà giống cái con đầu giống chocolate nó phân biệt cho màu luôn á không phải là không hết màu nha nó vẫn có ít màu nhưng mà màu này quá nhạt không rồi tình nghiệp quá chocolate ơi chocolate đi ra ngoài sân nó thấy con mèo chết trôi giận thôi vậy thôi đừng có dần nha dần nhiều quá rồi đó trời ơi cái này như là bức tranh của người mù màu vậy á nhưng người mù màu luôn có khó gì đâu nè còn cái con Lily này nhờ nhớ vừa vui nó vừa buồn đây chờ con lết đi vô đi ra ngoài sân nó thấy con mèo chết chuột nó nhìn bên trên mặt nó eo đi eo 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 không eo hả không eo thì kề cái này đang ghi âm cho nên cái con mèo này nó cứ nó
kỳ cục đúng không nào? Ở ngoài đây như một người mù màu và nhìn rất là đoan xa đúng không? Đây, bức này hước. Giờ ngồi đây để bức tranh sao kỳ thì màu đỏ không, còn bình thường chẳng có màu gì hết. Về trên thế giới này chỉ màu đỏ không hả? Ồ, đó là thiệt hả ta? Ok. Ủa mày lấy cái gì đó? Nhà chim nước rồi, trời ơi, cái con này chìm nước rồi. Ok, đi bơi nha. Ôi trời ơi, cục nước rồi. Cái người nó mắc cười quá. Bạn phản chiếu mà nhìn cái người đó chắc các bạn bị hoa mắt luôn không? Ai rồi nước trên cái nhà ngụp nước vậy? Ê, chocolate. Làm phải không chocolate? Lấy rồi. Lấy, ôi, nó hôn nó. Nó hôn nó. Cái gì mà làm giúp sức khỏe nó, nó hôn 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 nó. Ôi trời, cái gì vậy ta? Wow, wow. Ôi, nó đang nằm ở nước kìa. Nằm tí thì đi bơi nhá. Nhá. Nhớ nằm tí đi bơi chứ không là chốt. Không có chịu trách nhiệm đâu nha. Nhớ nha. Cái bà này nằm đang đi bơi nhà nhìn rất là đã mắt đúng không? Bà này mình đặt máy quay rồi các bạn ơi. Tên người nè. Quá trời ơi, hướng đi bơi. À, ui, đi ra ngoài này đi. Đây. Đây, mình sẽ cho các bạn siêu tay, hai tay đây nè. Mình có hai tay luôn các bạn thấy không? Hai tay trên một bàn tay, luôn hai tay trên một cái tay. Mình có thể vỗ tay cho cái con Easter như thực ra mình đang vào nước à. Cái này nhìn, đang lôi nước nè, nhìn bóng ở dưới nó luôn nè. Nước idol đây đấy, trời ơi là trời. Sao cái đồ này không có biết nữa. Nha bì vù 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 rất nha. Nghe cua cua cũng nghe hả? Đi ra đi. Nhìn như là cái gì á? Chỉ là không thịt bảo. Ok, trời là bình thường rồi nè. Chứ này nhìn hoa mắt quá lên đúng không? Này thì mình nhìn hoa nó này chứ không chỉ cái bòn. No. Let. Ok, thật ra nó tên thật là Milk Chocolate. Nhưng từ nhiên chữ Milk Chocolate lúc còn là thành chocolate xong rồi mình collect luôn á bạn à. Dần dần từ lúc còn lại chắc mấy mốt chỉ còn chữ to thôi bạn. Vuốt bùng nó. Lết rồi, lết, lết rồi. Thôi, bye bye lết nha. Trời, nhịp lết ghê á. Bye bye lết, lết rồi, bye bye lết. Bye bye các bạn.